Linh đi chùa vào ngày nào và đi lễ đền hay đi lễ chùa trước? Linh đi lễ chùa vào ngày nào? Nên đi lễ đền chùa vào những ngày nào trong năm? Người Việt có thói quen đi lễ chùa hàng ngày và những dịp lễ trong năm để cầu mong bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, đi lễ chùa còn là dịp giúp cho mọi người vãn cảnh và bình an trong tâm hồn sau những bộn bề của cuộc sống. Đi lễ chùa vào mùng 1 hàng tháng. Đi lễ ngày mùng 1 chính là ngày khởi đầu cho một tháng. Nếu đi lễ vào ngày đầu tháng sẽ giúp cho gia chủ làm ăn cả tháng thuận buồm, sức khỏe dồi dào, tiền tài kéo đến. Đi lễ chùa vào ngày rằm. Ngày rằm theo quan niệm dân gian là ngày nhìn ra trông rộng, ngày mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau, giúp soi chiếu mọi tâm hồn và tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Nếu đi lễ chùa ngày rằm tháng giêng, ngày rằm tháng bảy, tháng cô hồn và các ngày rằm trong tháng, sẽ nhờ được sự thông suốt của mặt trăng mặt trời, lên thần thánh và tổ tiên ông bà sẽ thông thương với con người, giúp lòng cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Đi lễ chùa vào ngày Tết khấn, đi lễ chùa đầu năm mới là một nét đẹp lâu đời của dân tộc ta, mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp về cả tâm linh lẫn tâm hồn. Đầu năm nên đi chùa vào ngày nào? Đi chùa đầu năm vào mùng mấy? Bạn có thể đi vào đêm giao thừa và các ngày đầu năm. Mùng 3, mùng 7, Tết có nên đi chùa hay không? Dân gian thường có câu, chưa đi ngày 7, chưa về ngày 3. Vì vậy, người ta thường kiêng mùng 3, mùng 7 để xuất hành. Đây là ngày tam lương sát. Ngày này tránh làm việc gì đó quan trọng, nhưng có thể đi chùa cầu may. Đi lễ chùa trước hay đền trước? Rất nhiều người thắc mắc rằng nên đi đền hay chùa trước. Theo như dân gian thì thường sẽ đi lễ đền chùa để cầu mong may mắn và mong những ước vọng sẽ sớm thành hiện thực. Dù là ngày thường hay ngày Tết thì việc đi đền chùa luôn được quan trọng. Do đó có đi chùa hay đền trước đều được và không có gì khác nhau.